Rằm tháng riêng cấm làm 10 điều xui xẻo này, kẻo tán gia bại sản, vỡ nợ mất trắng, tiền bạc đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngoài cái dịp Tết Nguyên Đán ấy, thì cái ngày rằm tháng riêng, lễ Tết Nguyên Tiêu được xem là một trong những cái ngày lễ rất quan trọng. Người Việt có câu là cúng quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng, để chỉ đến cái tầm quan trọng của dịp lễ này. Vào ngày này thì người dân cũng sẽ cùng nhau đi chùa lễ Phật, chuẩn bị cái mâm lễ cúng thịnh soạn nhằm cầu may mắn và phước lành cho một cái năm mới. Như quý vị đã biết, cái ý nghĩa thực tế của dịp lễ rằm tháng riêng được lưu truyền rất nhiều trong cái xã hội hiện nay. Tết Nguyên Tiêu hay là rằm tháng riêng ấy, có nghĩa là cái đêm rằm đầu tiên của một cái năm mới. Trong đó, Nguyên mang lại cái ý nghĩa là thứ nhất, Tiêu có nghĩa là đêm. Ngoài ra thì Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Tết Thượng Nguyên, nhằm phân biệt hai cái dịp rằm lớn nhất trong năm, đó là gì? Tết Trung Nguyên là rằm tháng 7 và Tết Hạ Nguyên là rằm tháng 10. Đó. Cái dịp rằm tháng riêng cũng là một cái dịp lễ quan trọng đối với Phật giáo, nổi bật với câu nói là cúng Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng, hay là lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng. Vào ngày này thì các gia đình sẽ cùng nhau đi chùa bày mâm cỗ để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên, với các vị thần linh, đồng thời cầu mong một cái năm mới bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Vậy nên vào cái đêm rằm tháng riêng và ngày rằm tháng riêng ấy, cũng có một số cái đại kỵ cần phải lưu ý để cả năm được bình yên suôn sẻ, sức khỏe tràn đầy. Còn nếu mà gia chủ khinh suất mà phạm phải những cái điều đại kỵ trong ngày rằm tháng riêng sau đây, rất có thể sẽ mang lại những cái điều xui xẻo không đáng có cho bạn và những người thân trong gia đình. Vậy thì đó là những cái đại kỵ nào? Không để quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều cấm kỵ trong ngày rằm tháng riêng, để quý vị có được những cái khởi đầu may mắn, bình an, tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, cái kiêng kỵ đầu tiên là kiêng kỵ cắt tóc. Như quý vị đã biết, ngày mùng 1 ngày rằm hàng tháng là cái thời điểm mà gì âm khí nó nặng. Vì thế, người dân Việt Nam thường thờ cúng vào cái dịp này. Đây là cái khoảng thời gian rất là tâm linh. Dân gian có câu là đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên, những cái người tin vào cái tục lệ xa xưa ấy, thì cũng sẽ rất cẩn trọng vào những ngày này. Người ta quan niệm rằng nếu mà đầu tháng hay là đầu năm ấy, mà may mắn ấy, thì cái may mắn đó cũng sẽ kéo theo cả tháng hoặc là cả năm đó. Ngược lại, bất kỳ cái việc gì không tốt nó xảy ra vào cái ngày, những ngày đầu tháng đầu năm này, đặc biệt là vào cái ngày rằm tháng riêng ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu, mang cái vận xui rủi suốt cả năm. Nói về việc cắt tóc thì cái mái tóc là một phần của cơ thể, chúng không chỉ làm đẹp mà còn mang cái ý nghĩa tâm linh. Đối với nhiều người, vì cái tóc nó gắn vào cái cơ thể nên là cái việc cắt bỏ đi sẽ là một cái điểm báo cho cái sự mất mát về cái tài lộc, về cái công việc cũng như là về cái sức khỏe. Một số người cho rằng tóc nó tượng trưng cho cái tài lộc, nên nếu cắt tóc vào ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm ấy thì sẽ khiến cho cái tài lộc nó bị hao mòn, buôn bán sẽ bị ế ẩm hoặc là làm ăn dễ bị thua lỗ. Do đó người ta thường kiêng kỵ cái việc cắt tóc vào ngày mùng 1 hoặc là ngày rằm, đặc biệt đó là ngày mùng 1 của năm mới, ngày mùng 1 Tết vừa rồi, thì người ta cũng vẫn kiêng kỵ cái điều này. Đó là cái kiêng kỵ đầu tiên mà chúng ta phải tránh để không mang lại cái xui xẻo. Kiêng kỵ thứ hai là đánh vỡ bát đĩa, ấm chén hoặc là làm đổ vỡ cái đồ thờ cúng trong cái ngày rằm tháng riêng. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao mà cái danh sách cần biết về cái ngày rằm tháng riêng lại có điều kiêng kỵ đánh vỡ bát đĩa, ấm chén, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói chung ấy, cái quan niệm của ông bà ta xưa vẫn có quan niệm là gì? Từ đổ vỡ, từ bể là những từ mà tạo ra cái sự chia cắt, đứt lìa trong các mối quan hệ trong gia đình. Vì thế mà trong ngày rằm tháng riêng hoặc là ngày mùng 1 đầu tháng thì tốt nhất chúng ta không nên đánh vỡ bát đĩa, kể cả trong những ngày thường vậy, đúng không ạ? Nó cũng tạo ra những cái điều không tốt. Hay là gì, có những cái hành động bất hòa như cãi cọ, chửi bới thì cũng không nên, khiến cho gia đình nó bị gì chia cắt. Và đây là cũng điều kiêng kỵ thứ hai. Tiếp theo, cái điều kiêng kỵ thứ ba là quan hệ nam nữ. Thưa quý vị, người phương Đông xưa nay vẫn cho rằng vào các dịp như là lễ, Tết, dỗ, chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 ấy, nhất là những ngày rằm tháng riêng tới đây ấy, thì các cặp đôi cũng nên hạn chế gần gũi, yêu đương để tránh kinh động đến cái đấng linh thiêng và không mắc tới những cái xui xẻo và những cái điều đen đủi không đáng có. Chính vì thế,
Nếu có người hỏi rằng trong cái ngày rằm tháng giêng kiêng kỵ gì thì không ít người sẽ nói rằng gì? Kiêng quan hệ nam nữ. Thứ tư là kiêng soi gương vào buổi tối. Thưa quý vị, gương vốn là một trong những đồ vật rất linh thiêng. Người xưa tin rằng gương có thể chiếu được yêu ma hay là quỷ dữ hay là cái âm hồn bất tán. Do vậy, các bạn không nên soi gương vào cái đêm, đặc biệt là đêm mùng 1 và đêm rằm, để tránh không thấy những cái điều kinh sợ khiến cho tinh thần bị hoảng loạn. Thứ năm là kiêng kỵ một số cái món ăn. Quý vị thân mến, nhiều cái món ăn của người Việt kiêng vào cái ngày đầu tháng, từ ngày mùng 1 đến ngày rằm, đặc biệt là vào cái ngày rằm tháng giêng tới đây. Đấy, như là gì? Mực, thịt chó, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè, mắm tôm, ốc chuối, vân vân. Kiêng ăn mực vì mực là một cái loại thực phẩm có trong danh sách đen của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ cái quan niệm của người xưa là đen như mực. Kiêng ăn thịt chó vì người ta quan niệm rằng ăn thịt chó đầu tháng, đầu năm, đặc biệt là vào ngày rằm tháng giêng ấy, cũng sẽ gì? Gặp phải cả tháng được xui xẻo đen đủi và không may mắn. Tuy vậy, thịt chó hoặc là thịt vịt lại được coi là một cái món giải xui vào cuối tháng. Người ta cũng kiêng ăn thịt vịt bởi vì người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt thì sẽ gặp đen đủi, dễ dẫn tình trạng là tan đàn xẻ nghé. Thay vì sử dụng vịt thì người ta thường cúng gà với cái ý nghĩa là cát tường hơn. Thì cũng giống như thịt chó, thịt vịt cũng là một trong những món ăn mà kiêng kỵ đầu tháng. Đấy. Nhưng mà nó lại là được xem là cái món đặc sản để gì? Ăn vào cái buổi cuối tháng để giải đen. Người ta cũng kiêng ăn trứng vịt lộn vì nếu ăn thì cả tháng cũng sẽ không gặp được cái điều may mắn, mọi thứ xảy ra cũng trái với cái ý của mình. Nguyên nhân của việc kiêng cá mè thì do là cái chữ mè liên quan đến chữ mè nheo. Nếu mà ăn ấy thì cả tháng sẽ bị đen đủi và bị hãm tài. Mùng 1 người ta cũng kiêng ăn chuối vì chữ chuối nó lái thành chữ chuối. Đấy, hay là gì? Chữ đuối theo cái giọng của miền Nam. Có nghĩa là gì? Không thể ngóc đầu lên được. Đó. Người miền Nam cũng kiêng ăn tôm trong những ngày đầu tháng vì tôm nó có đầu to và đi giật lùi nên là khó có thể có tình trạng là đầu xuôi đuôi lọt. Do đó, để mọi việc được thuận buồm xuôi gió thì người ta gì cũng sẽ kiêng kỵ tôm. Tóm lại, nếu ăn những cái món này thì sẽ bị xúi quẩy, không may mắn, hãm tài cả tháng, thậm chí là gì bị mất mát tiền của, hao tổn về sức khỏe cũng như là tài lộc. Thứ sáu là kiêng nói tục chửi bậy. Thưa quý vị, cái việc nói tục chửi bậy chắc chắn cũng sẽ phản ánh một phần nào đó về cái văn hóa của con người. Đây cũng là cái điều mà rất nhiều người kiêng kỵ, không để nó xuất hiện trong những ngày đầu tháng, đặc biệt là trong ngày rằm tháng giêng. Nhiều người quan niệm nếu mà ngày đầu tháng hoặc là cái ngày rằm nói bậy chỉ tục ý, thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi, đen đủi. Nhiều người còn cho rằng cần đặc biệt tránh không nhắc tới những cái điều xui rủi, xui xẻo trong những ngày đầu tháng hay là ngày rằm ngày mùng 1. Để xua đuổi cái vận xui càng xa càng tốt. Cái việc kiêng kỵ này thật ra không chỉ trong những ngày đầu tháng mà nó còn gì kiêng kỵ đều đặn đối với những người làm kinh doanh buôn bán. Thứ bảy là kiêng mặc cả khi mua hàng vào buổi sáng sớm ngày rằm tháng giêng. Quý vị thân mến, người Việt thường kiêng kỵ ngã giá không mua hoặc là đổi hàng, mua hàng sẽ đổi trả ngay vào cái buổi sáng sớm đó. Theo quan niệm của những người buôn bán ấy, thì nếu mà gặp cái khách hàng khó tính vào những ngày đầu tháng đầu năm hoặc là mới sáng sớm ngày ra ấy, đã đổi hàng ấy, thì cả tháng cái việc làm ăn nó sẽ không được suôn sẻ. Do đó sẽ rất là xui xẻo nếu gặp phải những người tới xem hàng ngã giá mà không mua, hoặc là gì xem hàng xong ấy, mua xong mang về rồi lại đổi trả ngay vào cái buổi sáng ngày rằm thì cũng tuyệt đối phải kiêng kỵ. Thứ tám là kiêng thăm phụ nữ vừa mới sinh nở. Như quý vị đã biết ấy, dân gian ta vẫn có cái thói quen là kiêng thăm phụ nữ mới sinh trong vòng nửa tháng đầu kể từ khi em bé chào đời và hạn chế đến thăm vào những ngày đầu tháng ngày mùng 1. Thật ra trong vòng 30 ngày đầu tiên khi sau khi vượt cạn thì cả mẹ và bé đều rất yếu và mệt mỏi, cần phải được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm quá nhiều sẽ khiến cho không gian bị ồn ào, đi kèm với bụi bặm, nguy cơ gây ra bệnh tật hoặc là gì các triệu chứng ốm mệt mỏi ấy, với trẻ, nên là người ta cũng sẽ kiêng kỵ cái điều này. Thứ 9 là kiêng gặp nữ hay là gặp những nghĩa dữ vào cái buổi sáng ngày rằm tháng giêng. Thưa quý vị, đặc biệt vào cái buổi ngày sáng sớm ngày rằm ngày mùng 1 và những cái buổi sáng sớm và những ngày bất kỳ đối với người kinh doanh buôn bán, nếu mà có việc phải đi xa ấy, hoặc là những thực hiện những cái công việc quan trọng ấy, thì nhiều người sẽ có thói quen là tránh đi ra ngõ gặp nữ giới hoặc là gặp những người vía dữ với cái mong muốn là công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, vạn sự như ý.
Đôi khi để tránh vận xui, có người còn khéo léo thu xếp những người thân quen tình cờ mở cửa, hay là gì, những người mà hay gặp may mắn ấy, chào đón, chào hỏi và chúc mình lên đường bình an may mắn để lấy phước. Kiêng kỵ thứ 10 là kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ vào cái ngày rằm tháng riêng. Thưa quý vị, đúng theo tâm lý, thói quen bấy lâu nay của người Việt, cái đồ cúng được nếm hay là được thử trước là cái điều không nên. Ngày mùng 1, ngày rằm thì tối kỵ đặc biệt ăn vụng đồ cúng trước khi mà thắp hương. Và nếu muốn ăn ấy, thì cũng cần phải thành kính khấn xin và đợi đến khi hương tàn xin xuống thì mới được cắt lành và tránh những cái tai họa nó có thể ập đến đối với mình. Đó là những cái điều kiêng kỵ trong ngày rằm tháng riêng mà quý vị cần phải hết sức lưu ý để không phạm phải những cái đại kỵ tâm linh và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Quý vị thân mến, quan niệm tâm linh của người Việt ta thường rất xem trọng cái việc kiêng kỵ vào cái ngày rằm ngày mùng 1. Bởi họ có suy nghĩ rằng cái ngày đầu tháng có kiêng thì có lành. Các cụ nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tuân thủ đúng thì cái vận may nó sẽ kéo đến, có được sức khỏe, có được tài lộc đến với gia đình trong suốt một năm đó. Vậy thì các bạn có tin vào những điều tâm linh của ông bà xây không? Nếu muốn bản thân gặp được nhiều cái chuyện may mắn, thuận buồm xuôi gió thì xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông. Thưa quý vị, cái việc cần làm đầu tiên ấy, khi mà thắp hương trên bàn thờ, bất kỳ bàn thờ nào, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải sắp xếp các đồ lễ thờ cúng cho được chuẩn chỉ và chính xác. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải kiểm tra xem bàn thờ sạch sẽ hay không. Và quý vị hãy sử dụng cái nước bao sái bàn thờ Nhất Tâm Hương để lau dọn bàn thờ, lau dọn bát hương. Đấy, cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ. Khi đó thì bàn thờ sẽ được linh ứng hơn, các cụ về sẽ ngự được lâu hơn và cầu gì sẽ được nấy. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai bao sái bàn thờ Nhất Tâm Hương mang lại cái may mắn, bình an và cầu được cái tài lộc như ý đối với mình. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé để thỉnh cái chai bao sái Nhất Tâm Hương. Thưa quý vị, cái việc nên làm thứ hai mà quý vị cần phải lưu ý đó là cái việc thắp hương. Thưa quý vị, cái đốt hương là một trong những cách hiệu quả để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những cái năng lượng xấu. Khi mà tinh thần đang tồi tệ thì các bạn có thể là đốt hương có mùi cay nồng như gỗ đàn hương hoặc là gỗ trầm, gỗ tử đàn vân vân. Đấy. Và khi thắp hương cho thần Phật gia tiên thì quý vị cũng nên thắp số lẻ chứ không nên thắp số chẵn. Nếu mà đang gặp những xui xẻo, những tai ương trong cuộc sống cá nhân thì quý vị cũng có thể là đốt hương tại nhà. Còn nếu mà đang gặp phải vấn đề trong công việc thì quý vị có thể thắp hương thờ cúng ở trong văn phòng của mình. Thứ hai là đi lễ chùa hái lộc trong cái ngày rằm tháng riêng. Quý vị thân mến, ngay cái buổi sáng ngày rằm tháng riêng hoặc là ngày mùng 1 đầu tháng đầu năm thì rất nhiều người và các gia đình cũng đều nô nức đi chùa cầu thần lễ Phật. Đây đã từ lâu đã trở thành một cái nét văn hóa của người Việt Nam để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong một năm mới được tốt đẹp như ý. Mọi người đi chùa không chỉ để cầu những cái điều may mắn đến cho gia đình, cho bản thân, mà còn cầu mong những cái điều tốt đẹp đến với mọi người khắp trên thế gian này. Không chỉ vậy, vào những ngày đầu năm ấy, như giao thừa vừa qua thì quý vị còn có cái tục lệ là gì, hái lộc đầu xuân để đem lại cái may mắn cho mình. Đây cũng là một cái tập tục mang lại cái may mắn tài lộc cho cả gia đình. Thứ ba là mang những vật được coi là bùa hộ mệnh. Thưa quý vị, bên cạnh những cái việc đi chùa cầu thần lễ Phật thì quý vị cũng thể mang lại những cái vật phẩm phong thủy mang lại cái may mắn như là cái minh quang pháp bảo, bát bảo tâm kinh đó. Hoặc là cái chùm chìa khóa, chùm móc chìa khóa có chứa bút văn xương và tháp văn xương đó. Một cái chùm chìa khóa, móc khóa về tháp văn xương, bút văn xương khi sử dụng nó cũng sẽ mang lại được cái may mắn. Từ thời xưa đeo chìa khóa bên mình là gì, nó sẽ giúp quý vị mở ra cái cánh cửa của sự giàu có. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể mang theo cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân là một cái pháp khí phong thủy để chiêu mời quý nhân, gia tăng cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho gia chủ. Đó. Vòng tam hợp quý nhân thì có 4 loại đúng không ạ? Vòng tam hợp quý nhân là tam hợp kim cục là gì? Tị Dậu Xỉu, tam hợp thủy cục thân tí thìn, tam hợp mộc cục là hợi mão mùi và tam hợp hỏa cục là dần ngọ tuất. Đó. Đó là các loại vòng tam hợp quý nhân. Thì tùy theo tuổi của mình mà quý vị hãy chọn ra cho mình một cái vòng tam hợp quý nhân luôn mang theo bên mình để có được cái may mắn bình an suốt năm. Thứ ba là gì, là cỏ ba lá. Thưa quý vị, vì hiếm hoi giữa một cái rừng cỏ nên là cỏ ba lá là một trong loại cỏ mà được mang lại là cái biểu tượng may mắn đó. Đặc biệt là nếu như mà tìm được một cành cỏ 4 lá sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá được coi như là đại diện cho một cái khía cạnh của cuộc sống,
tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Bên cạnh đó thì cũng có một cái vật phẩm phong thủy may mắn nữa, đó là những cái mặt dây chuyền. Cái dây chuyền quý vị có thể sử dụng cái minh quang pháp bảo hoặc là cái gì, cái vạn phúc chi nhân. Đây là hai cái vật phẩm phong thủy mang lại cái may mắn, cầu tài, đắc tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an, mang lại cái sự khai thông trí tuệ. Thì đây cũng là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật với cái biểu tượng là bình an may mắn và giúp cho quý vị có một năm mới là được dồi dào về sức khỏe, tài lộc đó. Như quý vị đã biết ấy, những cái dây chuyền phong thủy có thể giúp thu hút cái may mắn, sự giàu có và cái sự bình an cho tất cả mọi người trong gia đình trong những ngày còn lại trong năm đó. Vậy nên là quý vị đừng quên nhé, mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo để được may mắn và bình an. Thứ tư là gì? Mặc quần áo đỏ. Thưa quý vị, màu đỏ luôn là màu của những cái điều may mắn, sung túc và hoan hỷ. Do đó, cái việc mặc quần áo màu đỏ vào trong những ngày rằm, đặc biệt trong buổi sáng sớm ngày rằm tháng giêng ấy, khi mà thắp hương ấy, cũng là gì, sẽ giúp cho một năm là có đầy may mắn, sung túc, dồi dào về tài lộc. Vậy các bạn đã chuẩn bị cho mình một bộ quần áo để cho có thể là gì, mang lại cái may mắn, tài lộc hay chưa? Thứ sáu là gì, luôn giữ cái tinh thần được vui vẻ, chan hòa. Thưa quý vị, người ta tin rằng nếu một ngày mới trong cái ngày rằm tháng giêng ấy mà các bạn giữ cho cái tinh thần của mình luôn được vui vẻ, thoải mái, chan hòa với mọi người thì cái vị thần may mắn sẽ tự nhiên tìm đến mà ban phước lộc cho các bạn cũng như là các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều kiêng kỵ tuyệt đối cần phải tránh trong cái ngày mùng 1 để không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh, cũng như để mang lại cái may mắn, tài lộc và sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.